Hôm nay tại cuộc họp báo nói về vấn đề bà Bùi Kim Thành bị hành hung ở trong một cái buộc cái biểu tình ở trên đường Bonsa. Chúng tôi thấy Bác Ngọc có mang theo một cái bảng nói rằng cảm ơn ông Peter Cass là một cư dân ở thành phố Garden Grove đã bảo vệ cho bà Bùi Kim Thành. Xin Bác Ngọc có thể cho biết rõ là vì sao Bác mang cái bảng tới đây ngày họp báo ngày hôm nay ạ? Kính thưa phố TV Bonsa, thưa tất cả các bạn trẻ khắp nơi trên thế giới, lời đầu tiên tôi là tạ ơn nước Mỹ đã cưu mang những ngày cuối cùng của chúng tôi, cho chúng tôi được sống một quãng đời già, có cơm no áo ấm và được tự do dân chủ nhân quyền. Cái điều mà tôi học hỏi mấy chục năm ở đây á, là nước Mỹ sở dĩ mà lãnh đạo thế giới là vì mọi người công dân Mỹ đều có trách nhiệm đối với nước Mỹ. Tôi thí dụ như là xem qua cái video đi, thì quý vị thấy cái ông người Mỹ này, ông Peter Cass này, ổng đâu phải là người Việt Nam, không cùng màu da tiếng nói chúng ta. Nhưng mà ổng thấy rằng một người phụ nữ Việt Nam mà bị hành hung, bị sách nhiễu như vậy, thì ổng lên tiếng để ông binh vực, ông bảo vệ. Cái hành động của ổng tôi rất là xúc động, cho nên tôi muốn nói với giới trẻ các nơi trên thế giới là mình tranh đấu, tất nhiên là mình phải làm điều gì tốt cho đời sống dân dân xã hội của mình. Tất nhiên là mình học cái gương đó từ việc nhỏ, mình phải làm sao cho những người xung quanh, những người trong cộng đồng chúng mình tôn trọng với nhau, thì chừng đó mình mới đòi hỏi những gì xa xôi hơn. Tôi muốn nói rằng mọi người nên cảm ơn ông Mỹ này cũng như bắt chước cái gương của ông. Liên quan tới cái việc bà Bùi Kim Thành bị tấn công ở trong cái buổi biểu tình vừa qua đó, thì có nhiều người nói rằng là làm gì thì làm, biểu tình quan điểm gì thì quan điểm, nhưng cái việc mà tấn công bà Bùi Kim Thành như vậy là vi phạm pháp luật cũng như là vi phạm cái nhân quyền của bà Bùi Kim Thành. Ngược lại cũng có nhiều người cho rằng là vì với cái cá tính của bà Bùi Kim Thành như vậy thì cái chuyện bà bị hành hung như vậy nó cũng là xứng đáng. Riêng với lại Bác Ngọc thì cái ý kiến của bác về cái vấn đề này nó như thế nào? Thưa các bạn trẻ, riêng ý kiến của tôi, mình phải có cái nhân bản một chút. Bà Thành thì mình phải nhìn rõ là dù bà có thế nào đi nữa, nhưng mình phải tôn trọng con người. Ngày bà qua đây thì chúng ta mừng đón như thế nào và chúng ta như thế nào. Rồi bây giờ thì quý vị nhìn cái bà ở tù lâu, có thể bị hành hạ, bị bỏ nhà thương điên, rồi bà hơi không có nhẹ nhàng một chút, thì chúng ta nên giúp đỡ và chúng ta cứu giúp, trị giúp cho bà hơn là chúng ta có thái độ. Mà tôi coi kỹ video trong đó nói, bà chỉ tới đảnh lễ Hòa Thượng Thích Nguyên Trí và bà chỉ xin cái điều là chào cờ Mỹ và chào cờ Việt Nam Cộng Hòa rồi bà đi, chứ bà đâu có làm điều gì đâu. Mình nhìn kỹ video chứ phải như là bà hành hung người này, bà phá cờ, bà làm rối loạn trật tự, thì mình còn có thể nói rằng là bà hơi quá đáng. Còn mình nhìn bà đứng một cách rất là cô đơn, rất tội nghiệp như vậy, mà trong khi tất cả những người của mình ở đây không có lên tiếng binh vực che chở, chỉ có một người trẻ họ giơ tay họ cản, nhưng một mình anh chàng trẻ này không làm gì được. Thành ra cái điều đó làm điều đau nhục. Cái video này sẽ phát trên tất cả thế giới, thì tuổi trẻ Việt Nam khắp nơi họ nhìn những người lớn tuổi ở đây, những cái tổ chức mệnh danh là tranh đấu tự do dân chủ nhân quyền cho Việt Nam, là cho thế giới, thì họ làm sao họ tin tưởng được. Tôi sợ cái điều này làm mất lòng tin tuổi trẻ, cái điều đó tôi sợ vô cùng. Chứ còn những người già thế hệ chúng tôi mai đây nói để kinh nghiệm cho giới trẻ, để cái gì? Chúng ta muốn cho người trẻ nhìn mình thì phải sống làm sao cho gương mẫu, làm cái điều gì tương đối nó thực sự hữu ích cho xã hội, thì điều đó mới làm gương cho giới trẻ. Nếu có thể, mọi người chúng ta nên gọi vào thành phố Garden Grove để làm chi? Để yêu cầu thành phố vinh danh một cư dân Garden Grove là ông Peter Cass, mà tôi mới biết là vì một cái hành động của một người mà đi binh vực cái nhân quyền và bảo vệ cho một người phụ nữ bị hành hung như vậy, bị đàn áp như vậy, bị sách nhiễu như vậy, là hành động đáng cho chúng ta kính phục. Cho nên tôi mong rằng tất cả mọi người, nhất là những người trẻ, nên gọi thành phố Garden Grove để vinh danh ổng. Có như vậy, chúng ta khuyến khích giới trẻ làm điều tốt, càng ngày càng tốt hơn, giảm bớt cái điều mà không tốt. Và cũng mong rằng tất cả những vị lãnh đạo tinh thần cũng như tất cả các cái hội đoàn ở đây
nên có những buổi hội thảo để cho những người dân biết khi mình đi biểu tình mình phải tôn trọng cái gì để đừng vi phạm luật pháp. Có như vậy cộng đồng chúng ta không bị mang tiếng.